Đầu tiên các bạn vào trong phần quản lý fanpage ở nick của mình, chúng ta kéo xuống tìm đến cái tên fanpage mà chúng ta muốn thêm quản trị viên. Rồi ví dụ tôi vào cái trang fanpage là kênh mua sắm đây ha. Rồi mình sẽ click vào cái phần là dấu ba chấm ở trên, nó sẽ hiện ra một cái danh sách. Mình click vào phần là chỉnh sửa cài đặt, sau đó mình chọn là vai trò trên trang. Rồi trong đây sẽ hiện ra tên các quản trị viên trong cái bay này, thì nhiệm vụ nhấn vào thêm quản trị viên và nhấn vào là nhập mật khẩu vào trước khi thêm. Nhập mật khẩu nó Facebook cá nhân các bạn nhé. Rồi các bạn nhập tài khoản mật khẩu vào, sau đó nhấn tiếp tục. Rồi ở đây sẽ nhập tên của cái người mà các bạn muốn thêm vào. Và nếu muốn nhập tên được thì các bạn phải kết bạn với cái nick tài khoản của cái người muốn đưa vào quản trị viên các bạn nhé. Còn không thì nó sẽ không có add được đâu, đối với cái nick Facebook cá nhân. Chọn cái loại thêm là biên tập viên hay là quản trị viên hay là người kiểm duyệt hay là nhà quảng cáo. Rồi các bạn biên tập viên thì có thể đăng bài được, nhà quảng cáo thì chỉ quảng cáo được thôi. Rồi xong, ok thì bạn đã hoàn thành cái việc là thêm một cái người quản trị mới cho fanpage của mình. Anh cắt bớt cái